Bali là một chú chuột nhỏ sống trong thành phố cùng gia đình mình. Cậu bé luôn tò mò và muốn khám phá thế giới rộng lớn xung quanh. Mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu. Cậu bé đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị với trí tưởng tượng của mình. Các bạn và các em hãy cùng đón xem bộ phim Nhóc Bali này nhé.